Các bạn thân mến, đối với những người yêu âm thanh Mỹ thì chúng ta không còn xa lạ với cái tên Infinity nữa, bởi đây là một hãng âm thanh lớn của Mỹ và có rất nhiều những dòng sản phẩm của hãng đã có mặt ở thị trường Việt Nam chúng ta, kể cả âm thanh trên xe hơi. Và các bạn thấy là trong suốt những năm qua thì các thương hiệu đến từ Mỹ luôn luôn giành được sự quan tâm của người chơi audio, nhưng trong đó những dòng loa Kappa của hãng Infinity luôn luôn chiếm được sự quan tâm đặc biệt của những người chơi audio. Trong chương trình hôm nay xin tiếp thị và quay thật chi tiết đến các bạn một cặp loa Infinity Kappa 8i, tức là dòng series 2. Các bạn thân mến, đây là một trong những dòng loa mà nếu như có điều kiện thì anh em nên sở hữu một lần trong đời để biết. Đây là những dòng loa cao cấp xuất vào thị trường châu Âu. Các bạn nhớ là tất cả những dòng loa của Infinity mà có chữ Kappa thì đó là những dòng xuất riêng vào thị trường châu Âu cực kỳ khó tính. Nó đòi hỏi tất cả những công nghệ thời thượng và đặc biệt, tôi nhấn mạnh đặc biệt là chất lượng của các linh kiện đều được lựa chọn từ những linh kiện cao cấp nhất. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Và nếu như các bạn có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn quan tâm đến những sản vật của núi rừng Tây Bắc, những bài thuốc ngâm rượu thì có thể gọi điện thoại hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc trái của màn hình. Các bạn thân mến, nếu như các dòng Infinity Kappa 6, Kappa 7, Kappa 8 từ lâu thì các bạn đã biết đến qua rất nhiều những bản test của tôi và hiện nay cũng có rất nhiều shop đang bán. Đây là một cặp loa tôi xin tháo ra quay chi tiết để tất cả các bạn cùng chứng kiến. Và xin lưu ý là các bạn không nên tự ý tháo rời, bởi vì đây là những cặp loa nó được trau chuốt và độ khít của lỗ loa cũng như cái vị trí đặt loa nó khít đến từng cái milimét, cho nên là các bạn chỉ cần xảy ra một chút thôi, không quen thôi, là có thể gây xước loa, có thể gây xước thùng, nó sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan. Các bạn thân mến, cặp loa này chết, ta nói về thông số đã đi, sau đó sẽ quay chi tiết lòng phèo để các bạn thấy. Cặp loa này cao 1m2 và nó nặng khoảng 71kg. Và một điều thú vị là cặp loa này có tần số đáp tuyến từ 32Hz đến 35.000Hz. Các bạn biết là tai người chỉ nghe được từ 20Hz đến 20.000Hz thôi. Như vậy các bạn thấy cái tần số đáp tuyến của nó luôn luôn dư giả, đem đến âm thanh có gì đó lảnh lót sang trọng. Và thêm vào đó thì các bạn thấy là crossover của nó cắt tần số thấp nhất cho cái giải bát là 170Hz. Ở 170Hz thì các bạn sẽ yên tâm, bát không bao giờ có hiện tượng ù rền, lê thê. Đó là đặc trưng của những dòng sản phẩm đến từ Infinity, đặc biệt là trên model Kappa này. Đó là Kappa 8.2 Series 2. Các bạn thân mến, nói về cấu trúc đã thì các bạn sẽ thấy đây là dòng loa sử dụng 4 đường tiếng. Rất nhiều bạn nhầm lẫn, cứ thấy trên một thân thùng có 4 hay 5 chiếc loa thì các bạn cứ cho đó là loa 4 đường tiếng, 5 đường tiếng hay 7 đường tiếng, ví dụ kiểu như vậy. Nhưng không phải đâu ạ. Các bạn nhớ là bản chất của đường tiếng là phải có cái tần số khác nhau, mỗi một chiếc loa phụ trách một cái tần số khác nhau thì mới gọi là một đường tiếng. Còn tất cả nhiều chiếc loa mà chung một cái tần số thì chỉ tính là một đường tiếng thôi. Đây là một sản phẩm 4 đường tiếng. Các bạn hướng lên phía trên, ở đây là một con chép Emmett T này là một dòng, xin lỗi các bạn, đây là một con chép Emmett mà hãng đã nghiên cứu phát triển riêng, đó là Emmett R. Đấy, đây là chép Emmett R. Dòng này là dòng mà hãng chỉ trang bị những con chip, xin lỗi các bạn, là những con chép đặc biệt như thế này. Đây là con chép Emmett do hãng Infinity dày công nghiên cứu và tự phát triển và độc quyền sở hữu trên thị trường. Con chép này đem đến âm thanh cực kỳ sang trọng, lạnh lót. Đấy, các bạn nhìn từng cái chi tiết của nó nguyên bản hết, rất là đẹp. Rồi, cái tình trạng có lẽ cũng không cần phải bàn luận nữa đâu. Thứ nữa các bạn nhìn vào đây là loa chung. Thì loa chung của nó sẽ có cấu trúc là hai loa chung. Thì trong đó phía trên sử dụng một loa chung cao là Polydome. Đấy. Và loa ở phía dưới là một loa chung trầm. Đấy. Các bạn nhìn để ý nhé. Đây là một cái loa chung trầm. Hãy nhắc lên để các bạn nhìn thấy luôn cái tình trạng của nó. Đấy. Nhìn luôn cả nhẹ. Đấy, các bạn thấy nhá, bông tiêu âm của nó này. Đấy. Còn đây là con chép này, các bạn lưu ý này, tất cả những cái dòng này thì nó hay lồi ra phía trước, cho nên các bạn tránh cái việc va đập ở đây. Ở phía sau cái màng này nó vẫn còn một cái lớp sắt nữa để nó bảo vệ, nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta không nên tác động các dị vật vào đây, các tác động vật lý. Quay chi tiết cho các bạn nhìn kỹ luôn. Đấy, các bạn để ý vào các ký hiệu của dây. Và tôi vẫn nhắc các bạn là không nên tự ý tháo, bởi vì là dòng này dòng cao cấp, nó khít khao đến từng milimét. Còn đây là củ bát của nó này, các bạn nhìn kỹ này. Bát của nó là bát đục lỗ. Đấy, cổ bát đục lỗ, các bạn nhìn rõ nhé. Những dòng như thế này thì ai cũng biết rồi. Đấy, quay chi tiết, kể cả ký hiệu dây các bạn nhìn cho nó rõ.
bát của nó là bát 30. Xương của nó ấy, xương sần rất là đẹp. Một bát 30 này. Và đây là phân tần của nó này. Các bạn nhìn cái bông tiêu âm của nó cũng rất là cầu kỳ rồi. Đấy, đây chính là phân tần. Dây dợ của nó rất là gọn gàng. Các bạn thấy là những cái cặp loa như thế này thì cũng không có gì để nói đâu. Và nó cũng không còn xa lạ với tất cả những anh em yêu audio nữa. À, những cặp như này chúng tôi tuyển thì đều là để ý rất là kỹ từng cái chi tiết rồi. Và hiện nay trên thị trường thì những dòng như thế này thì các bạn lưu ý là nó có cái tính năng đánh bi dai và có khả năng đánh bi am. Bi am sẽ rất là tốn kém và phụ thuộc vào trình độ và túi tiền các bạn. Còn đánh bi dai thì các bạn có thể kết hợp với những con âm ly như thế này này. Đấy, kiểu những con dòng đề nông 2000 này, đấy, 1000 này, 1500R đấy. Hay là những dòng này này, những dòng limited này này. Đây, ở những cái dòng đề nông S10 35 mã limited này này thì các bạn đánh nó có cái tính năng đánh bi dai, đánh bi am nó mới xứng tầm với những cái con Kappa này này. Bên này thì tôi có Kappa 7 nữa này. Đấy. Thì các bạn thấy là những cái cặp như thế này thì các bạn chơi ở trong những cái không gian của gia đình thì các bạn cảm giác như đem cả cái giáp hát về nhà mình ấy. Đấy. Và những cái cặp như thế này thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay anh em đều đang bán ở cái mức khoảng tầm 26.500.000 đồng hoặc 24.500.000 đồng, tùy theo shop, tùy theo tình trạng. Thì những cặp loa như thế này tôi để cho các bạn giá chỉ ngoài 20 một chút thôi. Cứ ở đâu bán rẻ tôi nhất thì tôi sẽ bán rẻ hơn. Các bạn hãy liên hệ với tôi để được sở hữu một trong những dòng siêu phẩm của hãng Infinity, đó là Kappa 8.2 Series 2, một trong những cặp loa mà trên thị trường hiện nay rất là hiếm. Và đặc biệt là nó đòi hỏi người nghe phải có một cái trình độ thẩm âm nhất định và phải có một cái tình yêu đặc biệt với audio mới cảm nhận được hết tất cả những cái thanh âm mà nó phát ra khi các bạn phối ghép đúng. Và những dòng này thì các bạn nhớ là nó chơi khá là đa năng đấy. Một là có thể chơi nhạc vàng trữ tình, êm ái, opera, thính phòng, hòa tấu. Hay là các bạn có thể chơi Desi non-stop ở trên những dòng như thế này. Dòng loa Mỹ thì các bạn nhớ rồi, bao giờ thế nó hướng đến cái sự đa dạng trong các thể loại nhạc. Các bạn thân mến, tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép hay những yêu cầu của các bạn về gửi hình ảnh vân vân thì chúng tôi sẽ gửi qua số điện thoại qua Zalo cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.